ngồi viết đến tận 3 rưỡi thì anh em tưởng tượng nó kinh khủng. Ô thằng này có cái hiệu vua trên đầu này, thằng này có hiệu vua trên đầu ấy, sao ấn chân nút bắn chơi. Lúc rồi nè, lúc rồi nè, ăn may nè là ăn được nó. À anh thánh vua này, anh thánh vua này, anh thánh vua này đấy, nó có hiệu vương miện trên đầu này, thấy không? Tự nhiên cái của em nó hát hát gì không, tem mình có mẹ người bắn hay quá lúc hát đấy. Ở đây có súng không? Hỏng rồi, hết đạn rồi. Ui giời ơi, ba hai bắn mày chơi hết đạn rồi. Ú mẹ này, yếu rồi, lớp một rồi, thằng gần thằng luôn kìa. Yếu đâu mà yếu, chết rồi em ơi. Ôi anh lại có vương miệng rồi. Anh lại có vương miệng rồi. Uầy, mẹ có vương miệng nhìn chất vãi trưởng thề. Ôi giời, tôi đố anh em có cái vương miệng này. Khéo khéo, bắn nó, sao lại chạy? Ôi cái thằng buồn cười nhỉ. Sao lại chạy? Bắn nó, hay anh mò bị còn thua này. Ở yếu nè. Lốc nè. Ai à, đây này, nó đây này, nó bắn lén à. Nó bắn lén này. Vương miệng nè, mẹ hàng vương miệng này, ta không biết. Thôi thay, thay, thay. Em chào ơi, ôi ôi ôi. Ôi trời ơi, bắn thế đi. Từ đâu, đâu, nó đâm anh đây này. Kéo ơi, ai nó đâm này. Bắn nổ xe thôi. Kéo ơi, ăn cứt tôi. Đủ ba, đằng sau nó này. Ăn cứt tôi, kéo ơi. Ăn cứt tôi, vua, vua chết rồi. Kéo ơi, kéo đâu anh. Ôi, thằng vua chết tôi. Ui rồi, đây, 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 đây. Chuyện xui ai muốn, vua hạ gục biệt Tiger cái gì? Tôi có được không dạy? Cứu đi anh kia. Cứu đi Kudo, cứu anh đi, là anh thành vua đấy. Ủa, là mình có được tính không? Mình giết được thằng vua rồi, nhưng mà mình có được tính không? Không, anh phải nhiều phương, anh phải nhiều phương dần mặt. Ủa, thế bây giờ thằng nào làm vua? Ủa, tao giết thằng làm vua mà. Cú thế này, thằng nữa nó bóc lốp tể. Tao nghĩ là rủi ro, không ai muốn thì bị mất mà. Có thế là mất không ai được vua à? Thế không ai được. Ăn cứt rồi. Ăn cứt bắt ai rồi. Mẹ phải ăn cứt bắt ba ở đây rồi. Ô, ăn cứt bắt ba thật. Ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Đấy, nó chạy nè, nó chạy bên này nè, chạy bên này nè. Đây này, nó chạy xuống dưới này. Làm gì có vua đâu. Ở đây rồi. Ơ không, không phải à. À, biết toàn KS thôi. Tưởng được vua cơ. Kéo ấy. Thì bắn đi. Phải nóm đây. Không, biết được. Hình như phải. Phải rồi. Phải rồi, đây rồi. Đấy rồi. Ngài Việt Tiger. Chúng mày gọi đi. Ngài Việt Tiger. Nó có kim tiêm không nhỉ? Ôi, nó có kim tiêm, cái đậu xanh. Má mày nữa. Má nó bắn súng sạc. Cái gì? Em ơi. Mẹ, nó có cái tiêm, trời ơi. Thế nó được làm vua rồi. Cứu đã, cứu đã. Kéo ơi. Ê, ui. Trời ơi. Ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi. Súng sạc nó lừa vãi trưởng. Kẹo cho anh mấy băng đạn kéo đây. Kéo em ơi. Cô à, em không cô à. Nó chả bắn em gần chết rồi này. Nó đục keo mày. Nó đục keo mày. Đấy, kẻ nó ai à. Kêu keo ra. Đi đâu đấy. Sao mày ngu thế. Ở keo. Sao mày ngu thế. Sống thôi bưởi ơi. À ngon. Mẹ hai thằng yếu này. Hai thằng yếu xìu nè. Nó chạy nè. Đi đây. Đi đây trời. Ui ui tí chết. Ok. Đây để nhà vua lo. Ai à. Ai à. Ôi trời ơi. Em ơi. Mẹ dám bắn lén nhà vua mày được lắm.
tuần này ăn cứt rồi. Anh ra đây trả lời cái gì? Tuần này em tin lớp em toàn chép phao nhỉ, trả lớp luôn. Ờ chép kiểu gì, dạy du gì cách chép nên nó đúc mất 2 năm nữa rồi. Mấy thằng đây, mày có đủ mà mày một thằng đi không ăn được đấy, lại đằng sau tôi nữa này đấy, biết ngay mày thi gì em ơi. Với này nó đứng trong nó lút đồ đây này, đấy này chúng nó lút đồ lên nhà thua rồi anh Thành luôn. Con mẹ mày cay thế. Là nó toàn móc lốp hiểu không? Gánh bọn này nó kém cỏi quá. Này nó vào này boy ơi. Mày bắn đi, mày bắn dụ nó đi, mày bắn vào tường dụ nó vào đi. Rồi ok, nó nhảy nó chết, yên tâm. Nó nhảy vào là nó chết em ơi. Ok, anh khóa anh em mình ở trong này rồi đấy. Ăn cướp rồi. Dũng ơi. Ai rồi ơi. Thôi. Nhà vua đã tới rồi. À quây keo mà mày quây keo mà mày sống được ấy. Mẹ thằng Dũng quây keo nó có sống được đâu. Thằng Dũng quây keo giỏi như thế nó còn chả sống được. Mày đòi sống với ai hả? Mày đòi sống với ai hả? Mày giả nhơi đi. Mày đòi sống với ai nhỉ? À hai thằng chết. Hai thằng tự bắn nhau tự chết. Thế thì tôi bú luôn. Oh shit. Nó vào nè. Mày nhảy đi. Rồi mày nhảy đi. Mày nhảy đi. Dành quần mày. Biết đây là ai không con? Đại ca là ông Dũng ấy. Thằng nào dám lấy vương miệng tôi nhỉ? À mày. Mày là bưới. Monster kill. Đỉnh chưa anh em? Lại đằng sau. Mày cũng liều quá rồi. Kéo. Trong này à? À đúng mẹ luôn ạ. Tí này nó trong này mà. Tí này. Đục này. Đục ra trời ơi, nhảy vào làm gì? Rồi. Đâu thằng vua đâu rồi? Thằng nào cầm cái vương miệng này? Nào cầm vương miệng ra đây. Thằng kia không anh em ơi. Lốc này, lốc đó này, ai à? Nó còn châm máu này. Được anh em ơi. Bú quá. 2 kill luôn. Đừng có đùa mấy thằng này. Nào có kim tiêm đấy. Mày có kim tiêm mà con. Kim tiêm này 11 kill. Vẫn chưa thấy thằng nhà vua đâu nhỉ. Mẹ, đánh con này. Liều thật. Ai à. Ăn cứt rồi. Xin ơi. Chết rồi này. Từ đại tí. Không sao em ơi. Nhà vua Việt Tiger tới đây. Nhà vua đích thực đây. Không sao đâu. Ui trời, ăn cứt rồi. Có sao rồi. Nhà vua đây. Nào cầm vương miệng đây. Hiu cho anh cái. Xí này. Ủa đây rồi. Thằng nào đây? Má thằng Dũng lấy được cả trời. Mẹ. Mày cú thế nhỉ. Có đi em nó trên đấy. À nó chết rồi. Đừng. Để nó gạt thằng Dũng đi. Để nó gạt thằng Dũng đi. Cắt đi. Đừng xí này. Để nó gạt Dũng. Để lấy vương miệng. Ngu thế. Để nó gạt thằng Dũng đã. Ngu thế. Mẹ thằng này chết đi. Từ thằng này chết đi rồi. Thằng gì ngu vãi cứt thể. Xin để nó chết đi. Một cháu. Sao mày giấu chân kìa Huy ơi. Đây nè. Lốc này. 2 kill rồi. 3 kill rồi. Ui rồi Huy ơi. Gây ác kìa. Nhà vua này là như nào anh Việt? Chơi kiểu như nào? Không có trình thì đừng hỏi. Đây rồi. Cứu Huy anh. Hay quá Huy anh. Giống chất kìa.
Quý ai một kill nữa thôi, quý ai một kill nữa thôi, đây rồi, đây rồi, ui rồi ơi, quý ai nó yếu lắm rồi, quý ai đây rồi. Nhà vua đã trở lại. Đấy rồi, từ này, đấy là nhà vua. Đấy rồi, để nhà vua xử lý nó. Mày, nó chết rồi. Đằng sau này. Anh em thấy chưa? Anh em thấy đẳng cấp của một dân chơi chưa? Chụp thumbnail thôi, phải chụp thumbnail cùng nhà vua không? Đứng đây nào. Đứng đây nhà vua cho chụp ké nào. Đấy, đúng rồi đấy. Rồi, thằng Mạnh đứng đằng sau nó đây. Huy đứng dậy sang tí nữa, Huy này, dậy sang tí nữa. Dậy sang tí nữa, dậy tí nữa. Ôi chú đạn cướp, đạn cướp. Ha, phải ngu dữ trời. Thôi nè. Mẹ thằng là đập. Một đài bạn chi. Ok, rồi, được rồi đấy.